Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 triệu token Whale. Thì để tham gia như hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài trong Start Chatbot nha các bạn. Rồi, các bạn click tra cho đi lướt qua bot nha các bạn. CP8RCB trong phim. Rồi, hiện tại token này nó sẽ đang bán phi sale các bạn. Tổng buôn của iDrop là 30 tỷ này. Khoảng 15.000 USDT các bạn. Bấm continue. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục follow Twitter và retweet tăng 3 người bạn. Đây mình lấy 3 người bạn mình. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Xuống đây các bạn like nè, các bạn chỉ nhận về tweet nè các bạn. Sorry các bạn đây mình coi nó tăng ba người bạn, bài bot bài này nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ nhận về tweet tăng ba người bạn bài này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp, follow tiếp kênh Twitter thứ hai của nó. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục chuyển tiếp kênh channel luôn. Rồi tiếp tục follow dài Weebot bên tờ Twitter của nguồn Aesop ấy nè bạn. Rồi bạn like nè, các bạn tờ Weeb lên nè. Rồi bạn bấm submit tên các bạn. Rồi bấm done. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile tờ Twitter mình nha các bạn. Xin tờ Twitter nhắc bảo anh cùng nhắc cho một hồ sơ nè. Nhấp vào anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Cho chép liên kết nữa các bạn. Các bạn gửi cho bot nè các bạn. Tiếp tục cùng xoan tiếp kênh seller nữa. Bấm done. Hỏi cái tweet không bấm set. Tiếp tục cùng gửi địa chỉ GBB sở má trên M20 trên chocolate mình nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ gì bạn gửi cho bot nè. Rồi, tiếp tục cùng bấm vào xác thiết để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 triệu token Whale nè các bạn. Whale. Bạn gì lấy dép gì sẽ bạn bè thằng đó cái token rồi. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.